Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Cả hội chúng dân Israel nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó. Xứ đều phục trước mặt họ. Nhưng trong dân Israel còn lại 7 chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: Các ngươi lần lửa cho đến chừng nào không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi. Hãy chọn từng chi phái 3 người, rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta. Họ sẽ chia xứ làm 7 phần. Giu-đa sẽ ở trong giới hạn mình nơi miền Nam, còn nhà Giô-sép ở trong giới hạn mình nơi miền Bắc. Vậy, các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm 7 phần, đem về đây cho ta, rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Còn Gát, Ru-bên và phân nửa chi phái Ma-na-xe đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho họ ở bên kia sông Giô-đan về hướng đông. Vậy, các người ấy đứng dậy đi. Giô-suê truyền lệnh cho các người đi đặng lấy địa đồ của xứ mà rằng: Hãy đi khắp xứ lấy địa đồ, rồi trở về cùng ta. Ta sẽ bắt thăm tại đây cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va ở Si-lô. Các người ấy bèn đi khắp xứ, vẽ địa đồ trên một quyển sách chia làm 7 phần, tùy theo các thành, rồi trở về cùng Giô-suê ở trại quân tại Si-lô. Giô-suê bèn bắt thăm cho chúng tại Si-lô trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, Giô-suê chia xứ ra cho dân Israel tùy theo các chi phái của họ. Thăm trúng nhầm chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định, ở nhầm giữa chi phái Giu-đa và chi phái Giô-sép. Giới hạn của Benjamin về phía bắc chạy từ Giô-đanh đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, đoạn bò lên núi rồi giáp đồng vắng Bết Aven. Từ đó giới hạn đi ngang sau lưng Lu-sơ, cũng gọi là Bê-tên, tại phía nam, rồi chạy xuống Atarot Ada ở gần núi về phía nam Bết Horon dưới. Giới hạn giăng vòng từ phía tây về hướng nam, tức từ núi đối ngang Bết Horon về phía nam, rồi giáp Kiriat Ba-an, tức là Kiriat Ye-arim, thành của người Giu-đa. Đó là miền tây. Miền nam khởi từ đầu Kiriat Ye-arim, giới hạn cứ chạy về phía tây thẳng đến suối nước Nep-tho-ách, rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinnom ở trong trũng Rephaim tại phía bắc. Nó chạy xuống dọc theo trũng Hinnom ở sau lưng Jebusit về phía nam, đoạn xuống đến En-rogen. Giới hạn chạy về hướng bắc đến En-shemet, từ đó thẳng về Gelilot ở đối ngang dốc Adumim, rồi chạy xuống đến hòn đá Bohan là con trai Ruben. Đoạn nó đi ngang Araba về hướng bắc và chạy xuống Araba. Giới hạn liền đi ngang qua phía sau Bết Hotla về hướng bắc, rồi giáp phía biển mặn về hướng bắc ở đầu phía nam của sông Giô-đanh. Đó là giới hạn về phía nam. Về phía đông, nó giáp sông Giô-đanh. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và giới hạn về bốn phía tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành của chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng là Jericho, Bet Hogla, Emek Keshit, Bet Araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha Amonai, Opni và Geba. Hết thảy 12 thành và các làng của nó: Gabaon, Rama, Beerot, Mitbe, Kephira, Moksha, Rekem, Yetbeen, Tareala, Sela, Elep, Yebu, tức là Jerusalem, Gibeat, Kiriat, hết thảy 14 thành với các làng của nó.
đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng. Chương 19. Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Giuđa. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình Beersheba, Sheba, Molada, Hatsa-suan, Bala, Esem, Entolat, Bethu, Hotma, Sitlat, Bet Makabot, Hatsa-susa, Bet Lebaot và Searuchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimmon, Ethe và Asan, hết thảy 4 thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy, cho đến Balak Be, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon, tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiếc ở phần đất của người Giuđa, vì phần của người Giuđa lấy làm lớn quá. Vậy người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba bắt thăm trúng về người Sabulon tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sarit, giới hạn đi lên hướng tây về lối Mareala và đụng đáp Sebet, rồi đến khe đối Yokneam. Từ Sarit nó vòng qua hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới Kitlot Thabo, đoạn đi về hướng đáp rác và lên đến Jafia. Từ đó nó chạy về hướng đông đến gác Hefe và Ed Kaksin, mở dài thêm về lối Nea mà đến Rimmon. Đoạn giới hạn vòng lên phía bắc về lối Hanathon, rồi giáp trũng Yip Thách En. Lại còn có thành Cát Tác, Nahala, Shimron, Yideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư bắt thăm trúng về con cháu Issachar tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gidreel, Kesulot, Shunem, Hapharaim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebet, Remet, Enganim, Enhada và Bet Phakset. Kế giới hạn đụng Thabo, Sa Chác Sima và Bet-Shemet, rồi giáp sông Jordan, hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Issachar tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm bắt thăm trúng về chi phái Asher tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hencát, Hali, Beten, Aksap, Alamelech, Ameach và Mishean. Hướng tây nó đụng Cạc Mên và khe Líp Nát, rồi vòng qua phía mặt trời mọc về lối Bết Đa Gôn, đụng Sabulon và trũng Díp Thách En ở về phía bắc Bết Emet và Neien, đoạn chạy về phía tả Kabul, về Ebron, Rehob, Hamon và Cana cho đến thành lớn Sidon. Giới hạn lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tyre, đoạn chạy hướng Hosa rồi giáp biển tại miền Aksip. Lại còn có Uma, Afet và Rehob, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Asher tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ sáu bắt thăm trúng về con cháu Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái dẻ bột ở tại Sanaim về lối Adaminekep và giáp Neen cho đến Lạc Cung, rồi giáp sông Jordan. Kế giới hạn vòng về hướng tây đi đến Adnot Thabo, rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía nam giáp Sabulon, phía tây giáp Asher và Giuđa, còn phía mặt trời mọc có sông Jordan. Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hatsor, Kede, Edrei, En Hatsor, Yireon, Middaen, Horem,
Bet Anat và Bet Shemesh, hết thảy 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ bảy bắt thăm trúng về chi phái Dan tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethaon, Ishemet, Shalabin, Ayalon, Gitla, Elon, Timnatha, Ekron, Enteke, Gibethon, Balak, Yehud, Beneberak, Gat Rimon, Meyakon và Rakon với đất đối ngang Yafo. Và địa phận của người Dan là ra ngoài nơi mình, vì người Dan đi lên đánh chiếm lấy Lê-xem rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Dan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên Dan, tổ phụ mình, đặt cho Lê-xem. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Dan tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Josue, con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va, cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp-nát-xê-rách trong núi Ê-phra-im. Người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Josue, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Silo ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, họ chia xong xứ là như vậy. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: hãy truyền cho dân Israel mà rằng: hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy Mô-sê phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn và trước khi vốn không ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy, dân Israel để riêng ra Kê-đe ở Galilê tại trên núi Nephtali, Shichem tại trên núi Ê-phra-im và Kiriat Araba, tức là Hebron ở trên núi Giu-đa. Bên kia sông Giô-đan, phía đông thành Jericho, trong chi phái Ruben, họ chỉ định Bết-xe ở trong đồng bằng tại sa mạc, trong chi phái Gác, Ramốt tại xứ Gala-át, và trong chi phái Manasse, Golan ở xứ Ba-san. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong đó, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Kinh Thánh Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Sa-ra. Pha-rê sanh Ê-rôm, Ê-rôm sanh A-ram, A-ram sanh Aminadab, Aminadab sanh Na-át-son, Na-át-son sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-sê, Giê-sê sanh vua Đa-vít, Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn, Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am, Rô-bô-am sanh A-bi-gia, A-bi-gia sanh A-sa, A-sa sanh Giô-sa-phát, Giô-sa-phát sanh Giô-ram, Giô-ram sanh Ô-xia, Ô-xia sanh Giô-tam, Giô-tam sanh A-cha,
Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasse, Manasse sanh Amon, Amon sanh Josia. Josia đang khi bị đày qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon thì Jechonia sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiúc, Abiúc sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadoc, Sadoc sanh Achim, Achim sanh Eliúc, Eliúc sanh Eleasa, Eleasa sanh Ma-thang, Ma-thang sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Chương 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dừa. Kế đó, trong giấc chiêm bao,
mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lẫn qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto." Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: "Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa." Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: "Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth." Chương 3. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: "Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: "Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài." Và Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: "Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: "Chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Giăng bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta,
đẹp lòng ta mọi đàng. Thi Thiên 57. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử, tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, linh hồn tôi sờn ngã. Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, xong lại bị sa xuống đó. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức, hỡi cầm sắc, hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa cao đến các tầng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.